Ayo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tôm Mỡ. Dạo gần đây, Mỡ thấy có rất nhiều anh em đã thích đi rừng rồi. Bởi vì rừng ở trong Mobile Legends nó tương đối là khó đi anh em ạ. Rừng là một vai trò mà có thể nói rằng là giàu thì ư thì giàu tài nguyên thật, lên level thì lên nhanh thật. Nhưng rừng cũng là một vai trò mà có thể nói là gánh vác rất nhiều trọng trách ở trong một cái trận đấu solo rank. Anh em biết không ạ? Không cần phải dài dòng, anh em nhìn vào cái tấm ảnh meme này, có lẽ rằng anh em sẽ hiểu trong solo rank thì cái gì cũng có thể ới tên ông đi rừng cả. Nào là mày có biết gánh không hả rừng? Rồi thì sau rừng mày không ăn bùa rùa đi, để thằng rừng bên team bạn ăn hoài kia. Sau rừng chỉ có gánh bot thôi, mày không biết lên gánh top hộ tao cái hả? Sẽ có ti tỉ lý do mà cái ông đi rừng sẽ bị chửi rủa và đổ tại nếu như bản thân người đi rừng bị thọt hoặc các lane khác bị thọt, không có người lên gánh. Tuy nhiên, anh em có biết rằng việc đi rừng nhanh hay chậm, xanh chín hay là xanh cỏ, nó lại đến từ chất tướng đi rừng anh em ạ. Và ở thời điểm hiện tại, Mỡ nghĩ rằng hoàn toàn có thể chia ra làm hai loại chất tướng đi rừng cụ thể. Đó là chất tướng đi rừng gánh team và loại thứ hai là chất tướng đi rừng team gánh. Anh em không nghe nhầm đâu ạ, Mỡ nói chuẩn đấy. Chất tướng đi rừng gánh team và chất tướng đi rừng team gánh. Thế cụ thể, đâu là chất tướng đi rừng gánh team và thế nào là chất tướng đi rừng team gánh? Rồi thì những tướng nào tương ứng với hai kiểu tướng đi rừng trên? Thì không dài dòng nữa, hãy cùng đến với nội dung mới nhất mà Mỡ sẽ mang đến cho anh em ở trong video clip này nhá. Let's get it! Và đừng quên, nếu lần đầu anh em đến với kênh của Tô Mỡ ở cái trò chơi Mobile Legends này thì đừng quên để lại cho Mỡ một like, một đăng ký kênh nha. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với cái khái niệm chất tướng rừng gánh team anh em nhé. Có lẽ rằng anh em nghe thôi là anh em đều biết rồi đúng không ạ? Đây là chất tướng theo đúng nghĩa đen của cái từ này luôn. Đó là đi rừng thì gánh team. Đặc điểm nhận dạng của những cái vị tướng thuộc chất tướng kiểu này, đó chính là thứ nhất, đi rừng cực nhanh, không bị phụ thuộc hoặc là cần đồng đội giúp. Đâu đó ăn được bãi bùa đầu tiên chỉ trong tầm chục giây mà thôi anh em ạ. Thời gian dành để farm rừng của những cái chất tướng rừng gánh team là rất ít. Thậm chí những vị tướng thuộc thể loại này thì chỉ cần ăn hai bùa đỏ, bùa tím, hoặc anh em chỉ cần ăn một bùa tím mà thôi là đã có thể đi gánh toàn bản đồ và kiểm soát được cho mình, đó là bùa rùa, tương đối dễ dàng thôi. Thứ hai, đó chính là những cái kiểu tướng rừng gánh team này sẽ sở hữu cho đó là một cái bộ kỹ năng với cái lượng sát thương rất lớn và không quá là phụ thuộc vào đồ ngay từ giai đoạn đầu game. Và ở những cái phút đầu tiên khi mà đạt được đến cho mình đó là cái level 4 rồi thì những cái vị tướng đi rừng gánh team này hoàn toàn có thể đảo gánh một mình solo kill, hạ gục đi được những thành viên team bạn một cách rất là dễ dàng anh em ạ. Những cái vị tướng kiểu thế này có thể kể đến ở đây, đó chính là Paquito này, Lancelot, Karina hoặc thậm chí là đấu sĩ Banman. Hầu hết các chất tướng thuộc hai vai trò sát thủ hoặc đấu sĩ hoặc lai lai giữa cả hai cái vai trò này này là đều phù hợp với vai trò là rừng gánh team. Ngưỡng sức mạnh của hai cái vai trò này đến tương đối là sớm và không hề phụ thuộc vào đồ, cho nên sẽ rất dễ hiểu khi với chỉ hai bùa và có được cho mình đó là cái level 4 thì những cái vị tướng ở cái vai trò này thường là coi trời bằng vung. Coi Moontoon cũng chỉ như là một nhà sản xuất của cái tựa game Mobile Legends này thôi. Thích va chạm là va chạm, thích đến là đón mà không cần phải ngán bất kỳ bố con thằng nào cả. Đây sẽ là tướng rừng gánh team mà hầu như Mỡ nghĩ rằng anh em nào đều sẽ rất là yêu thích. Bởi vì nếu chúng ta chiếm được lợi thế đến từ những cái chất tướng rừng gánh team ở giai đoạn đầu game ý, thì đến giữa và cuối game thế trận nó sẽ trở nên cực kỳ là dễ thở. Khi việc được gank đến từ lane xạ thủ thì xạ thủ sẽ được sống dễ hơn, dễ thở hơn, lane kinh nghiệm sẽ khỏe hơn. Và nếu vận hành trơn tru và ổn định ý, thì cái việc anh em giành chiến thắng với các chất tướng rừng gánh team sẽ luôn luôn có được một cái tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với chất tướng rừng team gánh. Tuy nhiên, ở chất tướng rừng gánh team sẽ có một số cái vấn đề nhỏ là như sau này. Sẽ có một số vị tướng rừng gánh team thực sự rất mạnh ở giai đoạn đầu cũng như là giữa game. Tuy nhiên, về giai đoạn cuối game sẽ yếu hơn hẳn. Điển hình ở đây có thể kể đến đó chính là chất tướng đấu sĩ Banman, thậm chí là cả Paquito. Và hầu hết mọi vị tướng có cái vai trò là đấu sĩ hoặc sát thủ cận chiến. Bởi những cái vị tướng này về cuối game sẽ lên đồ theo cái thiên hướng nửa tanh hoặc nửa đam đối với đấu sĩ. Hoặc đối với sát thủ thì có thể lên thuần đam, nhưng cái cách để mà sát thủ lao vào giao tranh nó sẽ rất là mạo hiểm. Bởi vì sát thủ hầu như là sẽ gây sát thương bằng kỹ năng cận chiến. Cho nên nếu như anh em thấy có những cái vị tướng rừng gánh team kiểu như thế này ở trong team ý, hãy cố gắng kết thúc trận đấu thật sớm và đừng nhây quá anh em nhé. Vì đến cuối game chất tướng team bạn khỏe lên dần, chúng nó có đồ, trong khi những cái vị tướng mà Mỡ có liệt kê với anh em ý, hầu như toàn là lên tanh mà thôi thì không chơi được là đúng rồi. Dĩ nhiên trong số này sẽ có một số cái con chất tướng gánh team điển hình như là Lancelot anh em ạ, thì nó lại thuộc cái dạng dị biệt.
Cái con Lancelot thì nó sẽ khỏe từ đầu giữa cho đến cuối game luôn anh em ạ. Cái con tướng này thì biến thái lắm rồi. Chung quy lại, anh em cứ nhìn nhận đặc điểm như mọi con liệt kê để mà nhận diện ra được những cái chất tướng thuộc vai trò rừng cánh tim nó là như thế nào anh em nhé. Nếu thấy những vị tướng này, cứ an tâm là anh em sẽ rất là sung sướng. Nhưng nếu không sướng thì đừng buồn vội, bởi vì pick con tướng cánh tim là một chuyện, còn đồng đội của chúng ta, ông cầm nó là thế nào, chuyện khác mà anh em. Rồi, đấy là những tướng rừng cánh tim. Và phần còn lại, nếu anh em thấy con tướng mà đồng đội của anh em pick để đi rừng ấy nó lại điếu có những cái đặc điểm như trên thì xin chia buồn trước tiên cái đã, bởi vì anh em đi lên chắc chắn sẽ có một cái tuổi thơ rất cơ cực, khi mà rất ít, thậm chí là không bao giờ thấy ông rừng của mình lên ganh cho anh em một lần nào cả anh em ạ. Đó chính là bởi những cái con tướng mà những cái ông thần đi rừng mà chúng ta chọn vào ấy, nó lại là những cái chất tướng đi rừng cần tim gánh, hay gọi tắt hơn là chất tướng đi rừng tim gánh. Thế cụ thể việc cần tim gánh ở đây là như thế nào? Tim sẽ phải đi theo hỗ trợ cho mấy cái ông thần này à? Không đến mức như vậy đâu anh em ạ. Mà chất tướng đi rừng cần tim gánh nó sẽ có những cái đặc điểm và yêu cầu là như sau. Thứ nhất, trái ngược so với chất tướng rừng gánh tim thì chất tướng rừng tim gánh sẽ farm rừng chậm hơn là đáng kể, và anh em có thể nhìn thấy rất là rõ ràng. Thời gian dành cho việc farm rừng ở giai đoạn đầu cũng như là giữa game là tương đối nhiều. Nếu như không muốn nói là những cái chất tướng này này là nguyên cả cái giai đoạn đầu game là ngủ ở trong rừng hết anh em ạ. Cái thứ hai, đó là những vị tướng ở loại này sát thương ở giai đoạn đầu game sẽ không hề cao, nếu không muốn nói là bấy tí tẹo anh em ạ. Thậm chí với việc tranh cướp cho mình đi rùa thần nó còn là một cái điều quá là khó với những cái vị tướng ở cái thể loại này. Và điều quan trọng nhất ở đây đó chính là bởi vì đã là yếu đầu game, đam bé và cần phải farm nhiều, cho nên những chất tướng rừng tim gánh sẽ hầu như không bao giờ có thể đi gánh được một cách nhuần nhuyễn giống như là chất tướng rừng gánh tim. Cái việc đi thăm hỏi cũng như là động viên các đường khác ý, nó sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Và điều này đòi hỏi việc các đường khác, cụ thể ở đây là đường giữa, đường top lane cũng như là đường bot lane, sẽ cần phải chủ động đánh hòa hoặc đánh thắng, mà tuyệt đối không được để thua anh em nhé, để bị hạ gục. Bởi vì khi đó thì chất tướng rừng tim gánh không thể nào lên ganh cho anh em được anh em ạ. Ở thời điểm này thì chất tướng rừng tim gánh họ vẫn sẽ cần phải farm sao cho đủ để mà hướng đến những cái pha giao tranh ở giai đoạn giữa, thậm chí là cuối game anh em ạ. Đấy, anh em nghe thôi là đã thấy khổ đúng không? Những cái vị tướng này khi mà anh em nghe mỡ kể đến chất tướng là như vậy thì mỡ nghĩ rằng có lẽ anh em cũng đã liên tưởng đến một số cái vị tướng rồi, đúng không ạ? Đó có thể là cái vị tướng Aulus này, đây là một cái chất tướng đang là meta anh em ạ. Rồi thì đám xạ thủ đi rừng nói chung, Yi San Xin mặc dù farm khá nhanh cũng được tính vào danh sách này anh em ạ. Bởi vì so với Paquito hay Lancelot thì Yi San Xin chắc chắn là cái tầm ảnh hưởng cũng như là cái lượng sát thương gánh ở giai đoạn đầu game sẽ là không thể nào bì lại được anh em ạ. Đó, đa phần những cái vị tướng ở trong cái vai trò rừng gánh tim hầu như sẽ là cái chất tướng xạ thủ anh em nhé. Thế thì khi mà có những cái chất tướng rừng tim gánh ở trong game như thế này thì anh em sẽ cần phải làm gì? Dĩ nhiên là như mỡ có chia sẻ với anh em sẽ cần phải chuẩn bị cho chúng ta một cái tâm lý tự sinh, tự diệt khi đi đường thật vững, chứ không bị cái cảm giác là chờ ông rừng nhà mình lên ganh đâu anh em ơi. Và quan trọng nhất ý, là khi mà anh em đã chuẩn bị được cái tinh thần là như vậy rồi ý, thì anh em sẽ có được cho mình một cái lối đánh cẩn thận hơn, không có hy vọng vào ông rừng của mình hơn, và sẽ không gào rú giống như là cái thằng top mỡ cứ mỗi lần nó livestream kiểu như là đờ mờ thằng rừng ngu vờ lở, không lên ganh cho tôi được lấy một lần nào cả thì làm sao mà game này win được. Đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta nói quá nhiều nhược điểm rồi mà chúng ta không đề cập đến cái ưu điểm ở cái chất tướng rừng tim gánh này. Đó là chất tướng rừng tim gánh nó có được một cái lợi thế thấy rất rõ so với chất tướng rừng gánh tim. Đó chính là nếu như mà anh em kéo được game về giai đoạn late, đây sẽ giống như là một cái chất tướng gây đam chủ lực thứ hai bên cạnh vai trò xạ thủ đi đường vàng vậy. Có lẽ anh em đã không quá là xa lạ với con bài Aulus đang làm mưa làm gió ở mức rank vinh quang thần thoại cuối mùa 23 rồi đúng không ạ? Thì Aulus ở giai đoạn đầu cũng như là giữa game chỉ có chống đi farm thôi, rồi thì ăn bùa rùa, chống đi farm đến khi nào có được cho mình đó là cái level 12, có được cho mình cái lượng đồ thì lúc đấy Aulus mới bắt đầu xuống núi và game thì mới bắt đầu từ đấy anh em ạ. Đấy, thì với late, những cái con tướng như là Aulus, Yi San Xin nó lại làm cái thứ gì đấy nó quá là kinh khủng về cái mặt sát thương và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những Paquito, Banman hay Roger nhiều anh em ạ. Đấy, một chút chia sẻ dành cho anh em về cái vai trò đi rừng để mà anh em thấy được rằng là rừng thì có rừng zit, rừng zat, rừng theo chất tướng là một chuyện, rừng vào tay người chơi lại là chuyện khác anh em ạ. Nhưng nếu anh em đã xác định được rằng là rừng của mình theo cái vai trò như thế nào thì việc điều chỉnh được lối chơi kịp thời sẽ mang đến cho anh em một góc nhìn khác trước khi vào trận,
có đó, biết đâu được rằng mỡ lại giúp cho anh em giành được chiến thắng khi mà anh em xem được hết video clip này thì sao. Ở trên đây là một cái video clip, một cái nội dung rất là thú vị về hai loại chất tướng đi rừng, rừng gánh tim và rừng tim gánh. Quan điểm của anh em như thế nào khi mà xem hết video clip này của mỡ? Và đừng quên, nếu thấy video clip này thú vị, hãy để lại comment và để lại cho mỡ một like đăng ký kênh anh em nha. Peace.